giới thiệu với mọi người. Mai là Mai Kami, là giám đốc công ty Isamen, đồng thời là giám đốc hệ thống chuỗi thẩm mỹ viện Mai Kami ạ. Lời đầu tiên thì Mai xin phép được gửi lời chào trân trọng cũng như lời kính chúc sức khỏe tới toàn bộ quý vị khách quý, các cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè cũng như các chủ thẩm mỹ viện, chủ spa đã có mặt tại đây ngày hôm nay ạ. Mai có một đôi lời muốn nói, đó là sau 3 năm có mặt tại Hà Nam thì viện thẩm mỹ Mai Kami cơ sở 1 đã là địa chỉ tin cậy đối với các chị em phụ nữ, và rất là may mắn rằng là Mai Kami Spa đã được sự ủng hộ của tất cả mọi người cũng như sự tin tưởng, bởi rằng là trong 3 năm qua thì viện thẩm mỹ Mai Kami cơ sở 1 đã làm thay đổi cuộc sống, thay đổi nét đẹp của rất nhiều chị em phụ nữ khu vực Hà Nam. Đó là một điều rất là hạnh phúc đối với Mai, và với cái tâm huyết với nghề thì Mai mong muốn rằng là sẽ mang đến cho các chị em phụ nữ khu vực Hòa Mạc và khu vực lân cận những công nghệ điều trị da hiện đại nhất, mới nhất, an toàn nhất, để cho mọi người có thể lấy lại cái nét đẹp tuổi xanh thanh xuân của mình, cũng như những cái công nghệ như triệt lông này, tắm trắng, giảm béo, phun mày, môi, mí, thì tất cả những cái liệu trình đó thì bên Mai Kami đều sử dụng những cái sản phẩm chính hãng nhập khẩu và an toàn tuyệt đối dành cho các quý khách hàng. Và ngày hôm nay thì với mong muốn đó thì Mai Kami chính thức khai trương cơ sở 2 tại địa chỉ là 173 tổ dân phố 1, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, Hà Nam, và rất mong được nhận được sự ủng hộ của các cô dì chú bác, các anh chị em, cũng như toàn thể khách hàng tại khu vực Hòa Mạc cũng như khu vực lân cận. Và Mai mong rằng viện thẩm mỹ Mai Kami sẽ ngày càng phát triển và ngày càng nhận được sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn nữa. Xin hết ạ.